Dạ, em xin chào cô chú anh chị nhé. Em là Thiết ở công ty đại lý khu vực phía Kon Tum và Vườn Sinh Tốt. Hôm nay em xin chia sẻ một chút về phương pháp cạo mụn nhỏ và dùng áp khí cho cây cao su cạo mụn nhỏ. Vườn đây của em được làm năm nay bước sang năm thứ tư và cạo từ đầu tháng 3 âm lịch cho đến giờ. Trước đó thì em làm 2 năm rưỡi là khoan. Đây, trước em đã làm khoan, bây giờ em cạo lại cái này luôn. Và em xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về của em về phương pháp cạo mụn nhỏ. Tại em thấy nó đạt khá là hiệu quả, cũng như là đỡ tốn công, cũng như là đỡ tốn khí, rồi các thứ là khá là đạt hơn so với những phương pháp khác. Và đặc biệt là lá, bộ lá rễ thì phát triển rất là tốt. Này, để xem đây, các bác xem này, rễ thì nó khá là tốt. Và em xin phép chia sẻ là bởi vì khi mình làm trên phương pháp áp khí á, thì đầu tiên mình để ý đó là khí. Khí vào cây là khí gì và nó có bảo đảm cho mình hàng năm hay không. Cái thứ hai là vật tư để giữ khí cũng như đưa khí vào cây, nó có phù hợp với cái cây của mình hay không, và nó đưa vào theo phương pháp nào và nó như thế nào. Đó là hai cái đầu tiên của dùng khí. Và cái thứ ba là mình sẽ áp dụng theo phương pháp nào. Và về khí thì thường thường có áp dụng theo phương pháp khoan cũng như phương pháp, và song song đó là phương pháp cạo mụn nhỏ, và tùy theo phù hợp của từng vùng từng miền mà mình sẽ áp dụng cái phương pháp đó cho nó phù hợp. Và cái thứ quan trọng nhất là mình phải biết được là kỹ thuật đưa khí vào cây như thế nào, và đưa khí là bao nhiêu, và hàng năm nó đưa khí nó có thay đổi như thế nào và cụ thể ra sao. Thì riêng cái năm đầu tiên á, thì tất nhiên là cây nó đã thì đang là thiếu khí, mà mình đã cạo qua nhiều năm rồi thì cây nó bắt đầu là thiếu khí, thiếu cái khí ethylene này. Thì khi mình đóng vào những cái năm đầu tiên, vào đúng cái năm đầu tiên luôn, thì mình làm khoan hay là dùng cạo mụn nhỏ thì cơ bản là cây nó sẽ là ra là khá là nhiều mủ. Đặc biệt là những cái đơn vị nào mà bơm khí mà không định lượng, cho bơm thoải mái tẹt ga, thì tất nhiên là sản lượng nó sẽ cao nhiều. Và không biết là thì tất nhiên là cái những năm đầu tiên thì nó sẽ không bao giờ mà bị nứt vỏ hay là bị gì hết á, nhưng mà từ năm thứ hai trở đi, khi mà áp khí bước sang năm thứ hai để mà sản lượng của năm thứ hai cao hơn năm thứ nhất cũng như giữ được ổn định qua hàng năm, thì mình sẽ phải nắm cái phương pháp kỹ thuật, và mình sẽ theo cái đại lý bán để người ta đến vườn, người ta hướng dẫn cụ thể, và khi đó người ta dùng cái máy đo độ pH là một này, rồi tới xem cái lượng rễ này, lượng lá này, rồi lượng liền ra của những cái năm trước. Nhưng đa số làm khí thì hầu như là những cái vườn mà đã cạo được một số năm rồi, thì những cái vườn nếu mà vườn không phạm thì nó còn đỡ, những cái vườn mà bị phạm chẳng hạn thì cái độ liền ra của nó là tăng nhiều hay ít. Đây, như những cái vườn mà nó bị phạm như thế này 5 7 năm là vẫn chưa liền á, thì mình sẽ dùng phương pháp khác, và mình sẽ đưa vào khí, nó liều lượng khí nó khác, và cái chất đất mà tùy theo chất đất đó, chất đất mà nó xấu thì mình sẽ đưa lượng khí vào khác, và cái chất đất nó tốt thì mình sẽ đưa lượng khí vào khác. Và sự phát triển của lá rễ rồi độ vanh cây thì mình sẽ làm theo phương pháp nó khác nhau, tùy theo từng vườn, tùy theo từng giống cây, chất đất, và tùy theo công của mỗi khu vực mình sẽ làm khác nhau. Đó nên là bà con mà cô chú anh chị á, mà làm thì cái vườn cây của mình trị giá hàng trăm triệu cơ, bởi vì mình làm chắc không phải trồng 1 năm 2 năm mà nó có thu được, mà trồng thậm chí là 7 8 năm, có nhà cả chục năm mới bắt đầu khai thác. Mà khai thác không phải là khai thác 1 năm 2 năm mà là khai thác rất nhiều năm. Cho nên là mình trước khi làm cái phương pháp nào áp dụng vô cây cao su, mình nghiên cứu thật kỹ,
Đầu tiên là về chọn cái đại lý phân phối, người ta nắm vững được kỹ thuật để họ hướng dẫn cho mình qua từng năm, không phải một năm mà là hướng dẫn qua nhiều năm. Khi nào mà không dùng khí nữa thì người ta mới thôi, chứ còn thì còn dùng khí, còn đổi khí thì người ta còn phải hướng dẫn cho mình qua từng năm, từng giai đoạn, từng mùa, thì khi đó cái vườn cây của mình nó mới đạt hiệu quả nhất và tăng sản lượng cao nhất, cũng như là đảm bảo cho cái cây của mình là năm sau cao mủ hơn năm trước. Và đặc biệt làm cái này là từ năm, không phải là năm nào nó cũng cao hơn nhé, mà năm thứ ba đến năm cao, năm đầu là cao nhất cao này, năm thứ hai là cao hơn một chút này, năm thứ ba cao hơn một chút, và từ năm thứ tư trở đi thì nó sẽ bằng nhau, nó đều đều. Và em làm năm nay năm thứ tư thì nó cũng bằng năm ngoái là năm thứ ba thôi, nó cũng chỉ tầm khoảng 3 lạng rưỡi đến 4 lạng một cây thôi, chứ nó cũng không nhiều. Bởi vì năm đầu em lấy có 2 lạng rưỡi 2 lạng 7 thôi, bắt đầu nó lên dần dần. Năm nay từ năm thứ ba thì đi thì em lấy khoảng 3 lạng rưỡi đến 4 lạng thì cơ bản nó đều đều, nhưng mà nếu mà thời tiết đẹp thì nên 5 lạng cũng có. Nên là mong mọi người, em cũng xin chia sẻ đây, mọi người nên chọn cái đại lý phân phối làm sao cho nó hợp lý nhất. Thứ nhất là gần nhà mình này, thứ hai này là kỹ thuật của người ta phải vững một chút, thứ ba đó người ta phân phối hàng, phân phối khí nó phải chuẩn để cho vào cây của mình cho nó đảm bảo, bởi vì cây thu rất là nhiều năm chứ không phải thu 1 năm 2 năm mình bỏ. Em thấy như một số vườn hồi trước làm rất là nhiều, làm được 1 năm đầu rồi những cái đơn vị đó người ta bán xong rồi những năm sau đôi khi không biết đổi khí ở đâu nữa. Nên là mọi người, cô chú anh chị cố gắng tìm những cái nơi uy tín, nắm vững kỹ thuật để mình làm, để đảm bảo cái vườn của mình nhất. Chúc cô chú anh chị thành công.